Xin kính chào toàn thể các bác đã đến với cái phần 2 của làm loa hỏa tiễn cho những bác khách đặc biệt và vui tính. Thì bây giờ sẽ đến cái phần 2 đó là phân tần cho loa. Và đây cái thông số các bác xem thì đây là cái thông số vừa nãy em có đo để làm phân tần cho dòng hỏa tiễn. Thì đây là thông số tương đối nhé, tương đối. Vừa rồi em có thay đổi một chút để căn chỉnh lại cho hiệu quả hơn. Thì đây là thông số tham khảo mẫu để các bác xem này. Đấy, được chưa? Cái này cho dễ nhìn nhé. Các bác đừng để ý dòng trên là pha. Đấy. Pha nếu đứt đoạn là chuyện bình thường. Hai vòng, ba vòng pha là chuyện bình thường. Thì em sẽ test nhạc lên cho các bác xem nhé. Thì em sẽ test nhạc với max volume. Nhưng mà bây giờ là không có tiếng to. Âm lượng ra nó chỉ có 50 đến 80 dB thôi là to lắm rồi. 12:38 đấy, thì em sẽ phát nhạc này. Cái nền dưới màu xanh đậm kia thì là nhạc gốc, còn cái nền xanh kiểu lá cây kia là nhạc qua mic RTA. Bây giờ em không có qua mic, bởi vì đang dùng một cái màng côn đây để nam châm đây để gọi là lấy tiếng. Và đây thì em đang dùng cái công nghệ mạch mà đặc trưng của mạch đã có Autocom. Các bác để cái volume trên này, kim đồng hồ báo trên đây, thi thoảng nó sẽ đến 8V nhưng mà thi thoảng nó sẽ chỉ về đến 5V thôi. Đấy. Bắt đầu auto gom này, tự động nén này. Bây giờ bắt đầu lại nhả ra. Tí nữa kim sẽ lên được cái đoạn là 8V này trên kia. Xong bắt đầu lại từ từ về 4-5V. Cái công nghệ auto gom ở trên phân tần này, công nghệ khá nhiều người áp dụng rồi. Đấy. Autocom luôn. Các bạn nghe kỹ này, thấy cái tiếng quạt gió cục đẩy nó cũng giống lên theo. Đấy. Bây giờ sẽ mắc pin đến gần 8V, bắt đầu sẽ nó com luôn lại. Autocom trên mạch. Ok, thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua với công nghệ Autocom mà hiện tại em đang dùng trên cái mạch này. Công nghệ này thì nếu như các bác nào không biết thì nghĩ là công nghệ mới. Nhưng mà bên em thì nói thẳng ra là công nghệ này nhiều người áp dụng rồi. Mạch nào cũng có. Nhưng mà riêng cái mạch, cái loại mạch phân tần trợ nhôm bên em có bán thì sử dụng rất nhiều. Trên cấu tạo mạch này thì bây giờ em sẽ không kể về tụ là bao nhiêu, mà tại sao lại ba cuộn dây lại móc nối tiếp như này. Đấy, để tăng henry lên để làm cái gì thì em sẽ giải thích sau. Bây giờ em sẽ giới thiệu trước các bác là cái con trở nhiệt này này. Cái con trở nhiệt này, nó là cái chức năng của nó là khi công suất tiêu thụ vượt quá khả năng chịu đựng, tức là cái cường độ dòng ampere nó qua con trở nhiệt này, nó quá sức, thì trở nhiệt này cấu tạo của nó là than trì. Nó sẽ gần như nó không hoạt động, nó than trì pha lẫn với silicon nha. Nó sẽ không hoạt động và nó sẽ tự động giải tán các phân tử nó ra, nên là nó sẽ tạo ra một khoảng cách để cách điện giữa điểm chân A và điểm chân B. Thì đấu song song với con trở nhiệt này, nó sẽ nằm con điện trở, trở nhôm hoặc trở sứ, tùy từng loại.
Giờ em thấy bắt đầu chảo bắt đầu nó có hiện tượng là nóng và ấm lên này. Đấy. Chảo này 50W 12 ohm. Như hiện tại em dùng trên cái chảo này là thấy là khá là phù hợp trên cái chảo này. Đấy. Còn nếu như các bác muốn đánh công suất lớn hơn nữa mà vẫn đạt được cái tiếng như vừa lúc đầu em yêu cầu ấy thì nó phải thay đổi chỉ số này, không dùng chảo 12 mà dùng chảo chảo là 8 ohm hoặc là 10 ohm. Tín hiệu số cái độ ôm của nó càng ít thì tiếng nó sẽ càng to. Còn đây là muốn bảo vệ cho loa. Các bác đánh với đẩy công suất rất là lớn mà bền thì các bác nên sử dụng như này. Nhưng đây là khuyên dùng thôi nhá. Các bác khuyên dùng với cái loa này thì khuyên dùng đẩy tầm 500 đến 800W thôi, không dùng khỏe. Không dùng khỏe quá. Bởi vì cái thông số đo đáp tuyến các bác xem ngay đây thì các bác sẽ hết hồn vì cái loa. Mà em cũng nói thật với các bác là em cũng nể luôn. Chính bản thân em cũng rất nể tại sao mình có thể làm được cái loa nó lại hoành tráng đến mức này. Ở đây là NF, em sẽ bật NF lên. Đây là NF, tức là no pass. No pass cắt điển cao nhất là 784 dB, à để 184 Hz, và cắt điểm của HF tức là no tap. Này các bác nhìn này. Đấy, giữa hai cái điểm loa giữa NF và HF bây giờ nó đang bị hụt. Nó x-over tại 1.06 kHz, tức là 1 kHz đi. Đấy, nó nôm na thế cho dễ hình dung nhá. Và sau khi mà qua xử lý phân tần thì nó sẽ đạt được như này. Đấy. Đây là sau khi qua xử lý phân tần thì nó sẽ đạt được như này. Thì em hỏi các bác là bây giờ nhân nếu như lại gạ bác chủ bảo chú ơi chú thay rồi chú nên thay đôi tép nữa thì ui dồi ôi, cô mà các bác nhảy ngược lên ngài ui bây giờ lại thay tép thế bây giờ không làm được cả, không làm được thì làm được gì, tự nhiên phí tiền như thế này thế kia này, lúc ý nó rất là khó nói bởi vì cái thông số nào phát nó chỉ được như thế thôi và nó tép lại từ thường, nếu như từ neo thì khả năng cao những cái đoạn này nó sẽ được cộng lên đến 3 dB thì nó sẽ rất là tốt, còn đây gọi là nắn hết cỡ có thể, như này gọi là nắn hết cỡ có thể. Đấy, bây giờ nói luôn nhá, vừa nãy em đo là F khác, đo HF mà khác bởi vì thay đổi cái góc đặt mic, đặt loa mỗi lúc lại một khác tí, để đo 1 mét, 2 mét, 3 mét, sau đó là đo đi đo lại thì nó sẽ hơi thay đổi cái giải này một tí này. Đấy. Nên là các bác của Excel nó hơi thay đổi hơi chênh lệch tí, được chưa? Đặt loa cao, đặt loa thấp rồi đặt mic đo nó tầm này tầm kia nó hơi chênh lệch một tí thôi, nó khác. Nên em đây chụp ảnh không biết là bao nhiêu cái HF này. Đấy. Không biết bao nhiêu cái HF này. Đấy, NF này, HF này. Đấy, thấy chưa? Xong dưới này HF này. HF 4.7 này. Đấy. Xong này NF này. Đấy, xong bắt đầu này này full RAM này. Đấy. Nên là các bác mà không quen nhìn thông số này là loạn ngay. Xong lại bảo là cũng biết làm gì đâu, ông toàn thần điêu đại hiệp, toàn nhà chuyên gia nào nọ thế này thế kia, không có đâu. Nên em tự làm hết. Tầm này là 12 giờ 45 phút rồi còn cụ nào cũng ngồi đây được nữa, hay là gọi FaceTime cho ông nào được nữa, tầm này gọi cho ai được nữa. Đấy, nên là tầm này là chỉ có làm thôi, tự làm tự kiếm tự ăn thôi. Cái bên này em là cũng nói thẳng luôn nhá, phân tần ấy là cân đo đong đếm, đo và x over hiệu quả nhất, làm sao hạn chế được nhiều vòng pha nhất ít nhất, tức là pha làm sao bên em làm nó chỉ có 1 đến 2 vòng pha thôi, nhưng bây giờ là như này là nghe có vẻ không được ổn lắm này. Nên ví dụ như các bác về mà HPF thì các bác hát HPF từ 100 này cắt xuống đấy, chỉ để có vòng này và vòng này thôi. Đấy, bây giờ nó đang bị pha này nó cũng không được ưng lắm. Đấy, bởi vì loa của bác khách bây giờ có như này thì được cái đáp tuyến thì mất pha, mà được cái pha thì mất đáp tuyến. Bên em thì vẫn ưu tiên là làm phân tần nên như nào, đo đáp tuyến lên để cho giải bát, giải trung và giải tép nó càng cân bằng được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu các bác nhé. Đấy. Còn nếu như các bác muốn mở rộng ra để nhìn xem ba viên nó như thế này thì chuyện bình thường, bên em thừa sức bên em làm được. Đây, kể cả ba viên đến 48 nó không có điểm nhọn hoảng hoắt, nó không có điểm nhọn nào gọi là nhọn hoắt, nó cộng quá 9 đến 12 dB ở trên góc này, nó chỉ có trừ thôi, trừ thì có thể được còn cộng thì không được, nó nhanh thế. Đây, nốt luôn nhá. Đấy, thì nó chỉ là có cộng đến đoạn là cao nhất ở đây có cộng 7 đến 8 dB thôi, là cao lắm rồi, à đâu chưa được đến 6 này, 7.97, 5.43 dB. Đấy, bên em làm nó có như thế này thôi, mà giá tiền đấy lấy các bác khen là rẻ thì khen, mà các bác khen là đắt thì cũng khen bình thường. Mà em nói thẳng này, phân tần ý, làm đồng bộ với loa tiếng nó vẫn khác,
Còn hơn là các bác là mua phân tần 1, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu về nhưng lắp vào không hợp với loa. Xong là đổ thừa do là ông này không biết lắp, ông kia không biết lắp, xong lại đổ thừa do là loa đẻo thế này, đổ thừa phân tần đẻo này hay là đổ thừa cho thùng đẻo thì em cũng chịu. Bởi vì như cái hãng TVK Audio ấy, bên họ thiết kế ra và bên họ cũng thiết kế luôn cái công tắc để đánh là PCB hoặc là pick arm. Pick arm đây là các bác đánh qua cốt, tức là cái loa T24 các bác có thể đánh qua cốt luôn. Cộng 1-1 là loa bass, cộng 2-2 là tép. Đấy, để các bác đánh chiêu quay luôn. Thì nó nghĩ pha có khi thẳng tưng luôn, thẳng như đáp tuyến này này. Đấy, nói luôn đấy. Bây giờ em có sao nói vậy nhá, các bác xem thông cảm. Đây là cái phần 2, là phân tần cho loa. Nó vất vả, nó khổ cực như nào. Và cái thông số thì em xin phép là không được quay chi tiết rõ ràng lắm. Đấy, bởi vì cái mạch này em sử dụng hiện tại như cấu hình như này nhá, mới dùng có một con chở nhôm thôi thì mới được ra cái đáp tuyến thông số như này. Nếu như dùng 2 đến 3 hoặc 5 chậu nhôm hay là nhiều linh kiện hơn nữa thì cũng có thể nó thay đổi một chút xíu, nhưng nó sẽ bị suy hao công suất, và bao nhiêu công suất nó sẽ đánh dồn tải hết vào cái mạch phân tần này, nên là không cần thiết cho cái phân tần này nó đánh quá nhiều. Và bên em bán hàng cũng nói thẳng luôn này, nếu như các bác hay là chú về chú sử dụng ấy, nếu nhà mình có cốt rồi, mình sẽ cắt cốt cho con này đánh từ 125 trở nên thế thôi, hoặc là 100 trở nên thôi. HPFD đánh từ 100 trở nên, từ điểm này hất ngược lên đấy, cho nó an toàn. Bao nhiêu thì tiếng bass nó sâu nó mạnh đánh nó giống hết giúp. Còn những cái bài nhạc vừa nãy thử ấy, là cái bài nó chuyên test dumping, tức là chuyên test cái kiểu là loa nào có thể chịu được không, như là một cái bài nhạc thì nó sẽ thể hiện được hết. Bài ý là bài Jabo Cu Sau Đe này. Đấy, cái bài này thì thuộc dạng là thánh rồi. Bài này mà test nhạc lên mà để một lúc thôi là xem bát trùng tép nó rụng hay chết là biết ngay. Nó lên cái nhịp tần số như thế thì các bác biết. Và đấy, bây giờ em dùng con đẩy B3 Norman 240. Con này thì đã nói rồi, con này để test thôi, không bán. Và đồ đạc đây em làm đây, cái sân vườn nhà em nó thế thôi, nên các bác khen chê đủ điều nhá. Và đồng hồ đây em có đồng hồ đo nhiệt, đồng hồ đo ampere, đồng hồ đo phone out, còn đồng hồ đo phone in nữa. Nhưng bây giờ đang sử dụng có đúng một cái phone nào rồi, tức là kẹp luôn cực của đồng hồ vào mạng nó tép, xem điện áp lên bao nhiêu vôn và nó chênh lệch khi mà chưa qua cái con LTC này như nào, mà qua con LTC này như nào, nó sẽ hiển thị, nó sẽ báo điện áp trên đây. Đồng hồ cơ thôi, không cần đồng hồ số, đồng hồ cơ thôi, mình nhìn nó dễ, đèn vu kim vẩy nó quen rồi. Đấy, em trước em dùng 7800 mã, nhìn nó vẩy nó sướng lắm, nên là cứ thích loại như này. À, không linh tinh lên thiên nữa nhá, bây giờ là 12:50 rồi, xin phép các bác này, em xin phép được đi ngủ và hẹn các bác trong clip ngày mai hoặc ngày kia nữa, tiếp tục phần 3 là sẽ lắp phân tần vào loa và đánh thử mắc pin ngoài trời, đánh trên đẩy 800W, một kênh 8 ohm, 4 ohm nào 1500W. Đấy, đánh chỉ nên đẩy thế thôi, bởi vì cái loa công suất liên tục của 1000W là 8 ohm. Bây giờ các bác tham đánh to làm gì? Tham to chỉ là đạt đủ công suất đánh liên tục trong vòng 8 tiếng đồng hồ, nhưng các bác không nên tham thế. Chỉ một số trường hợp các bác thì để gọi là gần mắc hoặc gần hết điểm của nó, gọi là gần mắc pinh thôi, gần hết đam pinh thôi để phù hợp. Chứ bây giờ đánh bây giờ cái kiểu như là lúc mà nhảy nhạc sàn nhảy sách này, các bác đánh 80-100%, đến lúc đón dầu các bác cho 120% thì lúc ý thì không chết loa cũng chết đẩy. Không nên chơi kiểu đó, các bác nên chơi bình thường bình tĩnh thôi. Ví dụ loa công suất mắc là 140 dB, ví dụ thế, các bác chỉ đánh 130-135 thế thôi. Còn khi nào cao điểm các bác mới mắc pin lên, lúc đó mới gọi là tạo nhịp lên thì nó sẽ tốt nhất. Còn những trường hợp như các bác gọi là đánh nhẹ nhàng cao kia thì không nên mắc pin làm cái gì cả, chỉ để vừa vừa thôi, nó sẽ hiệu quả và đảm bảo đến lúc gọi là đến lúc cao điểm mình mới sử dụng gần hết hoặc là hết công suất, chứ không nên lạm dụng của nó hết công suất liên tục. Bởi vì loa toàn là loa thanh gióng thôi, mua củ loa này về xong là ông này thiết kế, ông kia thiết kế nên mỗi thứ một tí, nó không hiệu quả đâu. Một thứ hai nữa là mình không thể bằng hãng được, hãng người ta test đầy đủ lắm, cái hệ thống công suất là toàn chơi của châu Âu nào là thì nam quốc vườn nào thì crown nào thì power shop rồi đủ các kiểu trên đời, nên là chúng ta nên sử dụng làm sao nó phù hợp với nhu cầu sử dụng, phù hợp với khả năng sử dụng của mình. Ví dụ loa 1000W mình đánh không luôn liên tục 1000W, đánh 500-800W thôi, đảm bảo an toàn cho loa để sau này đến lúc nào cao điểm mình sử dụng nên nó vẫn còn có tác dụng, chứ đùng phát hết cỡ luôn
ô thế một lúc đẹp trời nào đó thì hệ thống dàn máy nó không chịu được thì các bác tự dưng các bác sẽ là người mang tiếng. Mà các bác mang tiếng rồi thì các bác sẽ đổ hết tất cả các lỗi lầm đó lên trên người thợ của các bác đang tin tưởng nhất. Đó, ví dụ như ông Văn Lộc này, ông làm phân tần này, đến lúc ý cũng dừng cháy phân tần, hay là ông Văn Lộc thiết kế phân tần cho Noa này, cam kết là không bị cháy tép. Thế đến lúc ý mở cô Noa tép ra đẹp long lanh, nhưng mà nó bị đứt cái màng râu, sao nó cứ đổ lên đầu em là thế nào, ví dụ thế. Đấy, nó không hợp lý được, đúng không ạ? Bên em thì có sao nói vậy nhá, mất lòng thì thôi, nhưng mà nói đúng, mà nói chuẩn. Đấy, để các bác tham khảo, ở đây nó cũng một cái kinh nghiệm chia sẻ để cho các bác. Là không phải là ông nào cũng có thể làm phân tần được. Bên em nói chung là mất tiền ngủ phân tần là cũng phải vài chục triệu rồi. Mất nhiều tiền lắm rồi. Và cũng phải nhiều fan bù nỗ rồi. Nhiều fan là cam kết hứa với các bác là nhưng mà phải bỏ tiền túi ra này bồi thường lại các bác. Tức là đèn đấy. Cam kết là không chết tép, cuối cùng tép vẫn chết bình thường. Hỏi đánh đẩy thì sao? Đẩy như, ví dụ cái loa có 800W là đẩy đánh 1.500, thế chịu. Ok nhá. Chia sẻ vui thôi. Bây giờ 12 giờ 53 phút rồi. Nhưng xin phép kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip phần 3. Bây giờ chúng em sẽ lắp vào và đến phần 3 sẽ test thử cho các bác cùng xem nhé.